<laughs> hello anh em, xin chào anh em đã trở lại với One, Shiro Vegeta Jinbi. rất vui khi được gặp nhau với những clip. thì hiện tại mình đang có mặt tại game Piece Fighting Bar. và để không làm mất thời gian của anh em nữa thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với uh, series chi tìm khám phá map kho báu nha anh em. và hiện tại thì hôm nay sẽ là map thứ 12 hình dạng của nó đây. giống như kiểu uh, kim tử tháp ở ai cập nha anh em. có điều thì ở, ở ai cập thì sẽ là tượng nhân sư, còn ở đây là tượng của hình con cá sấu. Và cá sấu chắc là liên quan tới crocodile và cái map này thì hiện tại là tiếng Trung Quốc cho nên là để lát nữa mình dịch rồi mình đặt tiêu đề sau và hiện tại thì bây giờ chúng ta sẽ vào map luôn nha rồi vô luôn về phần thưởng thì mình thấy cái map này cũng khá là ngon này nó có được hai cái ba mảnh vé vàng thì tính ra sáu mảnh thì cũng gần bằng một vé vàng rồi khá là ngon bên đây thêm 100 trăm chát quỷ này nha anh em rồi bây giờ mình sẽ tiến hành vào map luôn nha à, lắng nghe những cái ý kiến của anh em thì những cái clip trước nó khá là dài cho nên là clip này mình sẽ cố gắng quay và cắt những cái đoạn cho nó thật là ngắn nhất có thể nha ngắn nhất có thể trong tầm kiểm soát của mình nha và những cái đoạn di chuyển thì chắc là mình sẽ bỏ qua luôn và khi mà mình đứng một cái vị trí nào đó thì mình sẽ bật cái bản đồ lớn lên cho anh em thấy là vị trí của mình như vậy thì sẽ tiết kiệm được một một mớ thời gian tiết kiệm được rất là nhiều thời gian nha à, chú em nghe vui vẻ và xem clip nhớ like subscribe đăng ký kênh ủng hộ cho mình bạn nào chưa like chưa subscribe thì nhớ nhấn like subscribe ví dụ như mình di chuyển tới vị trí này thì mình sẽ bật bản đồ lên và anh em nhớ để ý cái uh, mũi kim màu vàng này nha Để anh em có thể biết được là mình đang ở đâu Đấy, rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn nha Rồi mới vô thì chúng ta đang ở vị trí này luôn Cho nên là mình sẽ tới nói chuyện với ông này luôn nha Ok, ông này là ông kiểu uh, Một cái ông này đi Rồi chúng ta không cần gọi tên Nói chung anh em nhìn vô là anh em cũng biết là chúng ta cần nói chuyện với ai rồi Này thì cần trả lời ba câu hỏi Thì anh em sẽ trả lời theo thứ tự là 131 nha Cái này là một nè Cái này là ba Và cái này là một Đấy, trả lời xong thì anh em nhận được luôn phần trăm Tuy nhiên thì lần thành công đầu tiên có vẻ chỉ được 8% thôi Cho nên có vẻ những lần tiếp theo cũng sẽ tương tự là được cộng 8% 8, 2, 16, 8, 3, 2, Đấy, đại loại như vậy Rồi, xong chỗ đầu tiên Ok Tiếp theo anh em sẽ di chuyển tới vị trí này cho mình Mình sẽ bật các bản đồ lớn lên Đây, thì anh em có thể thấy được là mình đang ở đây nha Sau đó anh em sẽ tới đây và nói chuyện với ông này Đây là thanh niên đeo kính ở trên đầu sau khi anh em nói chuyện xong thì sẽ nhận nhiệm vụ Rồi, sau khi anh em nói chuyện xong thì chúng ta sẽ đi di chuyển qua đây Ở đây có một quán cà phê tên là San Cà Phê Tức là quán cà phê cát nha Ở đây có một cái lắp lánh kế bên đó, nên em sẽ thu thập nha Đấy, trong cái clip này mình sẽ cố gắng tóm tắt nhanh nhất có thể luôn Để đỡ mất thời gian và clip nó khỏi dài Nhân tiện thì anh em sẽ ghé vô cái quán cà phê này để anh em nhận lấy quà luôn Ở đây có một cái lấp lánh cái quán cà phê nên em sẽ thu thập luôn Đấy Nói chung thì clip này mình sẽ cố gắng tóm tắt siêu nhanh và nói cực kỳ lẹ luôn nha, để nói chung là để tiết kiệm thời gian. Sau đó anh em sẽ di chuyển lên chỗ vị trí này. Đi thẳng lên đây luôn. Ồ, hình như không phải chỗ này. Sorry anh em, mình giữ nhầm. Đây, di chuyển lại nha. Kế bên quán cà phê này, chúng ta đi di chuyển thẳng lên đây. Đây, ở trên đây có một ông này đứng ở đây và anh em sẽ nói chuyện với ông nha. Rồi, đoạn này là chúng ta sẽ chiến đấu với ông này. Đấy, đoạn này chiến đấu mình sẽ bỏ qua cho nên là mình sẽ cắt cái đoạn này nha anh em sẽ chiến đấu nha anh em. Ok sau anh sau khi anh em chiến đấu xong thì anh em sẽ ra trả nhiệm vụ cho ông này và ông sẽ biến mất như thế này rồi sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại à, à, khu vực cũ đây chỗ này là quán cà phê cát và bây giờ thì chúng ta sang chỗ cái thằng mắt kính trên đầu này để trả nhiệm vụ tiếp chọn cái thứ hai để trả nhiệm vụ nha anh em rồi cứ nói chuyện bình thường thôi đấy sau đó thì sẽ có một đoạn hội thoại giữa con này và thằng này thanh niên phủi tay thanh niên phủi tay như kiểu là bị dính cắt bụi á nha Ok rồi tiếp tục nói chuyện như bình thường thôi đấy anh em sẽ được nhận thêm phần trăm tổng cộng là được 16 phần trăm rồi rồi sau khi lên được 16 phần trăm rồi nó sẽ đi lên cái chỗ này và nói chuyện với ông khách du lịch ông này kiểu khách du lịch nha anh em rồi nói chuyện với ông để nhận nhiệm vụ tiếp theo và mình vừa sực nhớ những cái map này được mang tên là cung điện hoàng gia đúng rồi tại vì đây là cung điện của crocodile mà mình nhớ không nhầm thì như là đây là cung điện hoàng gia nha anh em rồi, sau khi nói chuyện xong thì chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển lên vị trí này. Ok, mình đang có mặt tại vị trí này và tiếp tục mình sẽ bật bản đồ lớn lên để anh em thấy được cái mũi tên mình đang ở đâu nha. Anh em di chuyển tới chỗ đó, sau đó anh em sẽ thu thập cái lấp lánh này. Cái này cũng như kiểu ở trung tâm nha anh em, ở trung tâm của map này. Đấy, sau khi anh em thu thập xong chỗ này rồi thì ở đây có một cái bảng thông báo thì anh em có thể chơi luôn cũng được. Chỗ này thì nó cũng sẽ cho chúng ta phần quà thôi. Cho nên ở mỗi map thì nó sẽ đều có cái bạn thông báo này Cho nên là anh em thấy bạn thông báo này anh em sẽ tham gia cái trò chơi này để nhận phần thưởng luôn nha Rồi tương tự thì anh em sẽ ghép hình thôi Cũng một số cái thao tác quen thuộc thôi Cái này cũng không có gì lạ lẫm với anh em nữa rồi Cái này xuống đây Tóc này thì nó sẽ nằm ở bên đây Cái này ở đây, cái này xuống đây Rồi ok đó anh em ơi rồi xong đấy nói chung thì à, vô tình anh em lướt qua thì anh em có thể chơi thôi phần quà của cái bản thông báo này thì anh em sẽ nhận được đó là ba mảnh của bé vàng cũng khá là ok nha anh em rồi nhận được nhiệm vụ này được ba à, mạnh mảnh bản đồ kho báo này rồi sau đó anh em sẽ tiếp tục đi lên đây ở phía này thì có hai bên nó có phần quà để nhận luôn cho nên anh em sẽ đi thẳng qua bên tay trái trước để anh em nhận cái bóng bay này nha đây là cái bóng bay cái này thì sẽ giúp cho chúng ta nhận được 20 trái vàng 20 trác quỷ vàng đó và nó vô tình thì cũng giúp cho mình tiếp tục nhận được thêm ba mảnh bản đồ kho báo yeah tổng cộng là 6 mảnh nha anh em nghe chưa anh em thấy ngon lành chưa sau khi nhận ở bên phải xong rồi thì nên anh em sẽ tiếp tục đi sang ở bên này bên trái chứ này là bên trái sau khi nhận xong bên trái anh em sẽ tiếp tục di chuyển qua bên phải để anh em nhận cái rương này tiếp đây có một cái rương ngay đây nha này thì chỉ có vàng thôi cho nên cũng không có gì đặc biệt hết <laughs> rồi ok chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển nha Ok, anh em ra bên ngoài sẵn chỗ này và nói chuyện với ông bác sĩ này nha Rồi, nói chuyện như bình thường thôi, không có gì hết Sau khi nói chuyện xong anh em sẽ đi xuống đây và nói chuyện tiếp với thằng kế bên này luôn Rồi, thằng chỗ này thì chúng ta cần phải chiến đấu Rồi, cho nên mình sẽ bỏ qua cái đoạn này nha anh em Sau khi anh em uh, chiến đấu xong với thằng này thì nó sẽ như thế này Rồi, anh em sẽ đánh xong và anh em nói chuyện với nó Anh em sẽ nhận được một cái chiếc nhẫn chiếc nhẫn gì đó sau đó anh em sẽ quay trở lại vị trí của cái thằng khách du lịch này đấy du lịch này nãy chúng ta nói từ đầu để nhận nhiệm vụ nhiệm vụ đó bây giờ chúng ta trả nhiệm vụ nha rồi giao lại chiếc nhận cho thanh niên đó và chúng ta sẽ xong được nhiệm vụ nha rồi phần trăm sẽ lên yeah ui 25 phần trăm mà bình thường là 24 phần trăm nhưng mà này 25 phần trăm suy ra chúng ta làm ba cái là được 25 vậy là làm 6 cái là được 50 hả và tổng cộng là 12 cái nhiệm vụ à căng nhờ rồi, chúng ta tiếp tục đi làm nhiệm vụ thôi. Ok, mình đang có mặt ở vị trí này, mình tiếp tục sẽ bật bản đồ lớn lên để cho anh em thấy mình đang ở đâu nha. Rồi, sau đó anh em sẽ nói chuyện với cái ông già này, một ông lão nha anh em. Một ông lão cũng khá là già rồi, nói chuyện như bình thường thôi. Rồi, sau khi nói chuyện xong thì chúng ta sẽ di chuyển tới vị trí này. Ok, mình đang có mặt tại vị trí tiếp theo, mình sẽ bật bản đồ lớn lên để cho anh em biết mình đang ở đâu nha. Rồi đó, tương tự thì bây giờ mình sẽ nói chuyện với ông này. Hôm nay là như kiểu một ông bán đồ thôi, chúng ta sẽ nói chuyện như bình thường. Rồi, sau khi nói xong chúng ta di chuyển lên thẳng đây luôn. Và chúng ta tiến tới chỗ của ông cao bồi ở trên này. Đây. Ông này gọi là ông cao bồi nha anh em, cao bồi miền Viễn Tây. Sau đó anh em chọn cái đầu tiên nha để nhận nhiệm vụ. Như bình thường. Rồi, ok, tiếp tục nha. Ok, mình đang có mặt tại vị trí này là vị trí tiếp theo Mình sẽ bật bản đồ lớn lên để cho anh em biết nha Đây, chính là chỗ này Sau đó thì anh em sẽ tiến sát và nói chuyện với cái thanh niên này nha Thanh niên này nấp khá là kỹ cho nên anh em không để ý sẽ không thấy giống thang một tím đâu nha Rồi, nhấp vô nói chuyện với ổng Sau khi nói chuyện với ổng xong rồi thì chúng ta sẽ bắt buộc phải đánh nhau Đoạn này thì chắc chắn mình sẽ bỏ qua cho anh em nha sau khi đánh nhau xong thì anh em sẽ quay trở lại vị trí của ông cao bồi đây chính là vị trí mình sẽ bật bản đồ lớn lên rồi chúng ta sẽ nói chuyện với ông để chạy nhiệm vụ nha hồi nãy đoạn đánh nhau những cái đoạn đó thì mất thời gian cho nên mình bỏ qua luôn nói chung thì đó chúng ta nhận được một cái túi tiền rồi sau đó anh em có thể nói chuyện tiếp với ông để nhận quà nhé ông này không có một cái phần quà nữa anh em nói chuyện với ông để nhận quà nhé rồi đó là quà ẩn đó anh em rồi sau khi nói xong với ông đó anh em quay trở lại cái ông này ở dưới này đấy bản đồ thì nói chung là đoạt ngay đây luôn rồi anh em tiếp tục nói chuyện với ông này rồi mình quên chọn rồi cho nên chúng ta sẽ chọn lại nha cái này chọn cái thứ hai nha anh em để giao một cái túi tiền cho ổng nói chung là nãy giờ chúng ta đi kiếm tiền để giao cho ông này đại loại là vậy rồi ok rồi bước cuối cùng của chúng ta đó chính là quay trở lại vị trí này mình sẽ bật bản đồ lên rồi nói chuyện với ông lão này nha anh em ông lão này là người đầu tiên mà ông giao nhiệm vụ cho mình cho nên mình chúng ta chọn cái thứ hai để giao một cái vật phẩm cho ổng nói chuyện và cuối cùng là chúng ta nhận lại được nhiệm vụ thành công phần trăm chúng ta sẽ lên 33% nha anh em rồi, chúng ta sẽ tiếp tục với những phần trăm còn lại một cách thật là nhanh nhất nha Ok, mình đã có mặt tại vị trí tiếp theo Mình sẽ bật bản đồ lớn lên nha Đây, em có thể nhìn thấy và em sẽ di chuyển tới chỗ này nha Nói chuyện với thằng nhóc này nào Rồi, nói chuyện như bình thường thôi để nhận nhiệm vụ Ok, sau khi nói xong rồi chúng ta sẽ vào căn phòng kế bên luôn Rồi, nói chuyện tiếp với thằng nhóc ở trong đây nha anh em Nói với nó nào Rồi, vẫn cứ nói chuyện như bình thường thôi Sẽ không có gì đặc biệt hết rồi, cứ nói chuyện bình thường nha anh em. Ngôn ngữ này thì Trung Quốc rồi cho nên mình không hiểu đâu. Rồi, sau khi nói xong rồi chúng ta sẽ đi ra lại và nói chuyện lại với cái thằng nhóc hồi nãy. Đây. Rồi, nói chuyện như bình thường. Rồi, như vậy là xong, phần trăm chúng ta lên được 41%. Yeah, yeah, yeah. Ok, mình đã có mặt tại vị trí tiếp theo và mình sẽ bật bản đồ lớn lên như thường lệ, sau đó anh em sẽ nói chuyện với ông đầu bếp này. Ok, nói chuyện như bình thường như nãy giờ chúng ta đã từng nói thôi không có gì hết rồi sau khi nói xong thì anh em sẽ đi thẳng xuống một đường dưới này luôn ở dưới này có một thằng đang ở đây cho nên chúng ta sẽ chiến đấu với nó luôn nha chọn cái đầu đầu tiên còn cái đầu tiên cũng được oh không biết đúng hay như là sai rồi à đúng rồi ở đoạn này đánh nhau thì chắc chắn mình sẽ bỏ qua anh em đợi xíu nhé ok sau khi chúng ta đã đánh nhau xong rồi thì anh em sẽ nhận được vật phẩm và sau đó anh em sẽ quay trở lại cái ông đầu bếp này để anh em trả nhiệm vụ cho ông nha. Chọn cái thứ hai để giao cho ông cái đồ mà chúng ta vừa nhặt được từ cái vị trí mà đánh với cái thằng kia. À, sau đó thì nhiệm vụ chúng ta sẽ hoàn thành. 50% rồi anh em à, được nửa đoạn đường rồi và cái thời gian clip thì mình thấy cũng khá là ngắn nha. Nói chung là làm theo cách này thì mình thấy rút ngắn được thời gian rất là nhiều. Oh, ok, chúng ta sẽ tiếp tục với 50% còn lại nha. Ok, mình đang ở vị trí tiếp theo Mình sẽ bật bằng đồ lớn lên để cho em thấy nha Sau đó thì anh em sẽ nói chuyện với cái thằng này Thằng này thì như kiểu là người ở rạp xiết để anh em Ở cái map buggy nha anh em Thằng này như kiểu chú hề ấy. Rồi, anh em sẽ nói chuyện như bình thường thôi Rồi, sau khi nói chuyện xong nhận nhiệm vụ rồi Thì anh em sẽ di chuyển qua bên chỗ này Đây, ngay phía trên này có một cái bà này đang đứng Anh em sẽ nói chuyện với bà ở bên dưới nha Đừng có nói chuyện với bà ở trên Nói chuyện với bà này thôi Đây, chính là bà này về 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 rồi sau khi nói xong rồi thì anh em sẽ bật bản đồ lớn lên và nói chung là kế bên luôn cho nên khỏi đi rồi anh em đi lên đây luôn đây có ở đây có một thằng nhóc áo vàng thì chúng ta sẽ nói chuyện với thằng nhóc áo vàng luôn đó ok chưa ok vị trí tiếp theo là ở đây anh em sẽ nói chuyện với người thứ ba mình sẽ bật bản đồ lên nha đây rồi sau đó anh em nói chuyện với thằng nhóc này nha Nói chuyện như bình thường thôi không có gì hết rồi sau khi nói chuyện xong rồi thì anh em sẽ quay trở lại thằng chú hề để trả nhiệm vụ ok đây là vị trí của thằng chú hề mình sẽ bật bản đồ lại một lần nữa cho anh em dễ biết rồi sau đó chúng ta sẽ nói chuyện với thằng chú hề này thôi như vậy là xong rồi rồi sẽ có một cái đoạn hội thoại giữa ba người và chú hề rồi như vậy là chúng ta xong được ba mảnh vé vàng và tất nhiên là lên được 58% nha anh em đây ok tiếp tục nào Ok, tiếp tục thì chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển lên vị trí cũ hồi nãy mà chúng ta đã nói chuyện với bà này rồi. Đây, mình sẽ bật bản đồ lớn lên cho anh em dễ biết nha. Sau đó thì anh em lần này anh em sẽ nói chuyện với bà ở trên. Đây là một cô gái thôi chứ không phải là bà nữa. Gọi bà thì già quá, kỳ quá đúng không anh em? Rồi, sau khi nói chuyện nhận nhiệm vụ xong thì anh em Rồi, sau anh em sẽ đi di chuyển lên đây luôn. Ở trên đây có một ông đang cầm cái chùy đang có dấu chấm than màu tím thì anh em sẽ nói chuyện với ông như bình thường. Rồi. Đoạn này thì chúng ta cần phải chiến đấu Đấy, cho nên mình sẽ bỏ qua cái đoạn này nha anh em sau khi anh em đánh nhau xong rồi thì nó sẽ ra một đoạn như thế này anh em sẽ tiếp tục giao tiếp và nói chuyện với ông này như bình thường cho đến khi nào mất thì thôi rồi sau khi ông biến mất rồi thì anh em sẽ quay trở lại trung tâm mình sẽ khoanh đỏ chỗ này anh em sẽ nhấp vô đây để đi tới đây nha đây là đoạn trung tâm của map map này thì gọi là cung điện hoàng gia nha anh em mình vừa nhớ rồi rồi sau khi anh em quay trở lại trung tâm thì bây giờ sẽ xuất hiện một cái ông mặc đồ màu hồng hồng đậm đậm như thế này anh em sẽ nói chuyện với ông như bình thường luôn rồi ok đấy rồi, đoạn này chúng ta sẽ phải chiến đấu tiếp cho nên mình vẫn sẽ bỏ qua cái đoạn chiến đấu này nha Ok, sau khi anh em đánh nhau xong rồi thì tiếp tục sẽ là đoạn hội thoại thôi Cho nên anh em cứ nói chuyện như bình thường thôi Ok, không có gì cả rồi, nói chuyện xong rồi chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển lên đây thôi. Rồi, chúng ta đến với chỗ con con bé này hồi nãy để chúng ta nhận nhiệm vụ nè. Giờ chúng ta lên để chúng ta trả nhiệm vụ lại cho nó. Rồi, như vậy là xong, tiếp tục được phần 66% rồi. Ok, còn 34% nữa. Chúng ta làm tiếp luôn nha. Ok. OK, vị trí tiếp theo của chúng ta sẽ là ở chỗ này. Mình sẽ bật bản đồ lớn lên, thì anh em thấy đây ra, Rồi, anh em sẽ di chuyển tới chỗ này, sau đó nói chuyện với các cái thằng kiếm sĩ này nha, Không biết là có phải nó đang ăn hiếp cái thằng nhóc hay không. Ui, nói chuyện nhầm người rồi. Nói chuyện thằng này gì đâu mới đúng nè. Rồi, anh em sẽ nói chuyện như bình thường nha. Đoạn này tiếp tục là uh, sẽ phải chiến đấu, cho nên mình sẽ bỏ qua tiếp tục nha. Những cái đoạn chiến đấu này mình sẽ bỏ qua thôi, đỡ tốn thời gian của anh em. Rồi sau khi anh em chiến đấu xong rồi thì vì còn lại chúng ta thì như thường lẽ thôi Chúng ta chỉ cần nói chuyện với nói một vài câu nữa là xong Rồi ok ừ, Nói hơi nhiều nha Rồi phần trăm tiếp tục được lên thôi 75% rồi nha anh em Khá là nhanh và khoáng được khá là nguy hiểm <laughs> tiếp tục nào Ok đây là vị trí tiếp theo nha anh em Thì mình sẽ bật bản đồ to lên cho anh em biết chúng ta đang ở đâu Rồi nói chuyện với cái con nhỏ này đây là một cô nàng khá là sexy, có điều mặt hơi ngáo ngơ một xíu. Rồi, sau khi anh em nói chuyện như bình thường xong rồi, chúng ta sẽ đến với vị trí tiếp theo nha. Rồi, đây là nói chuyện xong rồi nè. Ok, sau khi anh em nói chuyện xong với con đó rồi thì chúng ta sẽ đến với vị trí này, mình sẽ bật bản đồ to lên. Rồi, cho anh em có thể biết được mình đang ở đâu nha. Anh em sẽ nói chuyện với cái ông to tướng này luôn và tất nhiên anh em nhìn cái ông to tướng này là chúng ta biết được là sắp phải chiến đấu rồi đó. Rồi, cho nên đoạn chiến đấu này mình sẽ stop lại nha, mình sẽ cắt ra cái đoạn này. Ok. Sau khi anh em uh, chiến đấu xong với ông này rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục với những đoạn nói chuyện cuối còn lại. Rồi, và anh em sẽ nhận được một cái thùng này luôn. Anh em sẽ thu thập luôn nha. Rồi, anh em sẽ thu thập cái thùng mà chúng ta nhận được sau khi chiến thắng ông đó. Rồi, chúng ta sẽ di chuyển đến vị trí tiếp theo để chiến đấu tiếp nha. Ok, đây là vị trí tiếp theo mà chúng ta cần đến. Mình sẽ bật bằng đồ to lên nha. Đây, chính là chỗ này. Và tất nhiên anh em sẽ cần nói chuyện với ông này. Đây, thanh niên đội mũ sắt và chúng ta bắt buộc phải chiến đấu thêm một trận nữa. Cho nên mình sẽ đợi, tiếp tục bỏ qua đoạn này, cắt cái đoạn này nha. Rồi, ok. Rồi, như giống như hồi nãy thôi. Sau khi anh em chiến đấu xong rồi thì anh em sẽ nói chuyện và anh em sẽ nhận chiếc thùng tiếp theo. Vậy là chúng ta đã thu thập đủ hai cái thùng như yêu cầu. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại vị trí của cái con nhỏ kia để trả nhiệm vụ nha. Ok, baby. Rồi, đây chính là vị trí ban đầu chúng ta nhận nhiệm vụ từ con này. Mình sẽ bật bản đồ to lên một lần nữa để cho anh em biết mình đang ở đâu nha. Sau đó chúng ta sẽ nói chuyện với con này để trả nhiệm vụ là xong Rồi Ồ, chưa xong luôn à Như vậy là chưa có phần trăm nha anh em Rồi, tiếp tục, không sao Chưa có thì chúng ta sẽ làm sao cho có nha Ok, anh em sẽ di chuyển tới vị trí này cho mình Mình sẽ bật bằng đồ to lên cho nên anh em biết được mình đang ở đâu Rồi, sau đó chúng ta sẽ nói chuyện với cái ông này Ông này thì ông như kiểu là ông bán đồ á Chúng ta chọn cái đầu tiên nha Để giao hai cái vật phẩm, hai cái thùng mà chúng ta nhận được hồi nãy Để giao cho ông rồi, ok, như vậy là xong. 83% nha anh em. À, chỉ còn khoảng 17% thôi. Cố lên nào, cố lên nào. Ok, chúng ta đang ở vị trí tiếp theo và tất nhiên mình sẽ bật bản đồ to cho anh em biết được mình đang ở đâu. Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ nói chuyện với ông cao bồi này nha. Ông cao bồi này thì chúng ta phải đánh nhau với ông nữa rồi, cho nên là mình sẽ tiếp tục bỏ qua một cái đoạn đánh nhau này thôi. Ok. Rồi. Rồi, ok, sau khi anh em đánh xong ông cao bồi này rồi thì à, tất nhiên là những công việc quen thuộc thôi, anh em sẽ nói chuyện với ông để anh em nhận phần quà. Có phần quà có gì hấp dẫn không nha anh em? Wow! Năm mảnh bản đồ khô báo luôn, cộng thêm hồi nãy mình nhận được sáu mảnh nữa chắc là mình lấy ghép được thêm một tấm bản đồ nữa rồi. Quá ngon lành, thậm chí là được cả vé vàng luôn này. Được một vé vàng và một tấm bản đồ luôn này. Ui, như vậy tấm bản đồ mình lên được 32 tấm rồi nhờ. Ô Sao lát nữa mình làm xong cái kia nữa lên được 33 33 kèm theo đó với tấm kia nữa là 34 Ui ngon nhờ Mình định là Ui, 91% này anh em Mình định là khi mình đủ Ui lại được 5 vé vàng này 5 mảnh vé vàng này Mình định là khi đủ cái Đủ 30 tấm bản đồ là mình đào rồi Nhưng mà không ngờ nó lại nhiều Nó lại tăng thêm như thế này Quá là ngon luôn Đây Rồi mình sẽ làm nốt 9% còn lại nha Let's go Ok, đây là vị trí tiếp theo của chúng ta Mình sẽ bật bản đồ to lên nha Đấy, cho anh em biết được là mình đang ở đâu Và ta di chuyển tới để nói chuyện với cái thằng nhóc này Ok, nó chuyện như bình thường thôi Đây là thằng tóc hai mái nên anh em Nói chung là ở map nào cũng gặp nó thế nhờ <laughs> Vui thiệt chứ Rồi, anh em cứ nói chuyện như bình thường thôi Nói tới khi nào nó mất cái chấm thang màu tím đi là ok Ui, nói nhiều quá nhờ Tính là nói cũng hơi nhiều ấy Rồi, sau khi nói xong rồi, ta sẽ di chuyển đến vị trí tiếp theo Ok, mình đang có mặt ở vị trí tiếp theo và mình sẽ bật bằng đồ to lên nhé. Rồi, mình đang ở đây nha. Rồi, à, anh em sẽ nói chuyện với cái ông này nha. Mặc dù ông không có dấu chấm dấu than màu tím nhưng mà anh em sẽ nói chuyện với ông. Tại vì ông đang đứng cản đường chúng ta vô nhặt cái rương kho báo này cho nên là nói chuyện với ông nha. Ok. Mình sẽ kêu là ông hãy cút đi chỗ khác và ông nghe lời, rất là nghe lời luôn. Yeah, nhặt rương kho báo thôi anh em ơi. Rương này thì chúng ta sẽ nhận được đó là ba mảnh của vé vàng. Wow. Ở cái map này thì có vẻ như là nhận mảnh vé vàng hơi nhiều nhỉ. Rồi, sau khi nhặt xong rồi thì chúng ta sẽ di chuyển tiếp tới vị trí tiếp theo nha. Ok, mình đang có mặt tại vị trí tiếp theo đây rồi và tất nhiên mình sẽ bật bản đồ to lên cho anh em biết được mình đang ở đâu. Sau đó thì sẽ nói chuyện với thằng tóc hai mái này nha anh em. Thằng tóc hai mái này thì anh em cần phải chọn cho đúng này, tại vì cái lần đầu tiên này thì sẽ có ra hai cái thì anh em sẽ chọn cái thứ hai cho mình nha. Sau khi chọn cái thứ hai xong sẽ xuất hiện ba cái, và anh em sẽ chọn cái thứ ba. Rồi, như vậy là xong. Nói chuyện với nó xong rồi thì nó sẽ biến mất và sẽ có một cái rương kho báo tiếp theo cho anh em nhận đây đã có cái dương dài nhẫn thôi phần thưởng của chúng ta là được một cái thùng đồ nói chung là được cái thùng đồ thôi không có gì hết rồi chúng ta sẽ di chuyển tiếp tới vị trí tiếp theo nha Ok mình đang có mặt tại vị trí tiếp theo và bây giờ thì mình sẽ bật bản đồ to lên cho anh em biết thì mình đang ở đâu nha rồi sau đó thì nói chuyện với thằng nhóc này hiện tại thì mình đang làm một cái nhiệm vụ cuối sao á chín phần trăm còn lại là một cái nhiệm vụ đó là nhiệm vụ đi thu thập những cái rương kho báo cho nên nó sẽ hơi lâu một xíu nha anh em rồi, thằng nhóc này thì cũng tương tự với thằng nhóc kia anh em sẽ chọn cái thứ hai tuy nhiên thì ở cái ba cái này anh em sẽ chọn chọn cái thứ nhất nha rồi ok sau đó thì nó sẽ biến mất và cái rương kho báo tiếp theo sẽ xuất hiện cho chúng ta nhặt rồi ok rồi xong có một cái rương và anh em sẽ lậm luôn nha trong cái rương này thì chúng ta nhận được à, cũng là một cái đồ gì đó thôi đồ để cung cấp cho người ta rồi chúng ta sẽ tiếp tục tới vị trí cuối cùng rồi ok, mình đang có mặt tại vị trí tiếp theo ở đây Và tất nhiên mình sẽ bật bản đồ to cho anh em biết được mình đang ở đâu này Sau đó thì nói chuyện với cái ông này luôn Ông này thì cũng sẽ tương tự như hai thằng nhóc hồi nãy Sẽ hiện ra hai cái cho anh em chọn Tất nhiên sẽ chọn cái thứ hai Và lần này ba cái thì anh em sẽ chọn cái thứ hai luôn Rồi ok Và tất nhiên ông sẽ biến mất và chúng ta sẽ nhặt được thêm một cái rương nữa Yeah 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 yeah, yeah. Trong rương này thì chắc chắn là cũng sẽ một cái vật phẩm như thôi Một cái hòm gì đó mình cũng chả biết nữa Rồi ok, tiếp tục di chuyển tới một vị trí nào Ok, đã quay lại vị trí này rồi, mình sẽ bật bằng đồ to lên nha Rồi xong, chỗ này là chỗ chúng ta nhận nhiệm vụ đầu tiên nè Cho nên bây giờ chúng ta sẽ nói chuyện với thằng nhóc hai máy này để trả nhiệm vụ Đoạn này thì chúng ta thu thập được ba cái rương cho nên là cũng nhấp hơi lâu đấy anh em Đây, cái đầu tiên thì sẽ có hai cái anh em lưu ý là chọn luôn chọn cái đầu tiên nha Đây, cái đầu tiên là để giao vật phẩm đầu tiên cho nó này Sau đó chọn tiếp cái thứ nhất để giao tiếp một vật phẩm nữa là được hai cái này Sau đó anh em sẽ tiếp tục nói chuyện này Cho đến khi nào mà có hai dòng chữ xuất hiện tiếp thì anh em sẽ tiếp tục chọn cái thứ nhất để anh em giao tiếp vật phẩm cuối cùng cho nó. Cứ một lần là giao một cái và tổng cộng thì nhấp 3 lần là chúng ta sẽ giao được 3 thứ cho nó. Rồi, sau khi giao hàng xong rồi thì chắc chắn là phần trăm sẽ có và anh em đã đạt đủ 100% chỉ tiêu. Yeah, yeah, yeah. Như là clip của mình chỉ khoảng 22 phút thôi, nói chung là cũng đã tóm tắt rồi. Nếu mà mình tiết kiệm hơn nữa thì chắc là khoảng tầm 15 cho đến 17 phút thôi. Còn nếu như mình quay bình thường như thường lệ mình hay quay chắc là clip sẽ lên khoảng tầm 40 phút, khá là dài đúng không? Nhưng mà bây giờ nhờ cái sự tóm tắt này cho nên là clip đã ngắn đi rồi. Ok, 100% là đã hoàn thành. Chỉ có điều bây giờ là chúng ta nếu mà còn thời gian rảnh anh em sẽ đi xung quanh để kiếm thêm những số cái uh, phần quà ẩn thôi. Cho nên bây giờ là mình sẽ nhặt luôn cho anh em xem nha. Ok, ok. Rồi, vị trí đầu tiên của chúng ta nhặt đó chính là vị trí này. Mình sẽ bật bản đồ to lên nha. Nó nằm ở khá là cuối ở bên góc bên dưới bên tay phải nha anh em. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tới và nhặt cái bóng bay màu đen thôi. Nói chung hình như mỗi map thì sẽ đều có hai cái bóng bay màu đen. Cho nên anh em lưu ý là nhớ chi tìm cho chính xác nha Được 20 trái Nhưng mà không nhận vừa được trái vàng Mà nó vừa góp phần cho chúng ta nhận được cái nhiệm vụ này nè Đây, đấy Nó vừa góp phần cho chúng ta nhặt được thêm cái nhiệm vụ này Cho nên rất là ngon nha Cho nên anh em lưu ý phải nhặt cho hết nha Rồi, vị trí tiếp theo thì chắc là anh em sẽ quay về sẵn đi Quay à, về uh, trung tâm Nói chung là quay về trung tâm nha Ở trung tâm thì có một cái thằng đứng ở giữa này Đây, thằng ở giữa này Anh em sẽ nói chuyện với nó rồi, anh em sẽ nhận được một số quyển sách kinh nghiệm. Nói chung là có đỡ hơn không? Ui, thằng này giống quỷ vậy, có hai sừng nữa này. Chắc là bị cấm sừng rồi. Tội cho em ấy quá. Đấy thấy chưa? Lúc đầu thì nó anh em sẽ không nói chuyện được đâu nhưng mà bây giờ là nói chuyện được rồi. Ok, vị trí tiếp theo là cái con này Nó sẽ không có dấu gì cả Cho nên anh em chắc chắn là sẽ rất là dễ bỏ qua Thành ra bây giờ mình sẽ nói chuyện với con này nha Qua đâu có gì đâu anh em Vậy là mình nhận rồi à, chắc là nhận rồi Ok, như vậy là sau khi anh em nói chuyện xong với cái con đó thì anh em sẽ đi sang chỗ này để anh em nói chuyện với cái ông này nha. Về 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 về. Rồi sẽ không có gì hết. Đây. Chỗ của mình đang đi là ở đây, chính xác là đây. Hồi nãy thì đang đứng ở bên đây nha anh em. Bây giờ là anh em sang đây nói chuyện với ông này, sau đó anh em về lại chỗ này. Rồi, về lại chỗ của con nhỏ hồi nãy. Phần thưởng thì cũng không có gì đặc biệt, chỉ được một cái bánh bao, một cái bánh gì đó thôi. Nói chung là chỉ được một cái bánh gì đó bình thường thôi cứ không có gì hết nhưng mà cái bánh đó chắc là nó sẽ giúp cho chúng ta uh, khi gặp con chim hải âu đúng rồi dạo gần đây mình không thấy con chim nữa ta máy map gần đây của vẻ mình không thấy nữa đấy thấy chưa giờ nói chuyện được rồi nè sau khi nói chuyện thì anh em sẽ nhận được phần quà đấy là một cái bánh thôi bình thường thôi cái bánh này thật ra thì có thể mua trong shop đúng là đáng lòng thiệt ok vị trí tiếp theo của chúng ta sẽ là ở chỗ này nha mình sẽ bật bằng đồ to lên nè đây chính xác là chỗ này rồi anh em sẽ đi vô căn phòng này nhé và anh em sẽ đánh với ông nội này, đây. Rồi bỏ qua luôn. Ơ không cần đánh, nói chung là chỉ cần nói chuyện thôi. Yeah, được hai viên đá màu xanh cũng chả có tác dụng gì luôn. Rồi, vị trí cuối cùng, chúng ta sẽ đi ra đây và để thành con dịch nè, sau đó thì anh em sẽ đi chỉ chuyển thẳng lên chỗ này cho mình. Đây. Ở đây có một cái đồi đá nhỏ nhỏ thì anh em sẽ di chuyển cho con dịch đi nha. Rồi, đây là vị trí cuối cùng rồi. Cảm ơn em đã theo dõi clip mình, nhớ like, subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Nhìn chung thì clip chỉ khoảng 22 phút thôi, nhưng mà đi nhặt mấy cái ủa cái gì? đắng lòng vậy. Vậy thì đi lên đây đi. Rồi, ok. Nhìn chung thì clip chỉ 22 phút thôi, nhưng mà à, kiểu à, sao ta? Nhưng mà kiểu à, phải nói là mình đi nhặt thêm mấy cái không bóng ẩn nữa cho nên là tốn thêm một, một vài phút nữa, nhưng mà nhìn chung mình, mình đã chỉ hết cho nên anh em những cái chỗ rồi. Phần quà ẩn thì nói chung là cũng có cái ngon cái dở Cho nên là anh em cũng đừng có chê bai nha Đây, sau khi anh em tới cái vị trí này rồi Thì anh em sẽ nói chuyện với cái ông này Đấy, anh em sẽ nhận được uh, Phần quà là ba mảnh của bé vàng ừ. Cái này chọn cái nào đây trời Cái đầu tiên thử coi được không Rồi, cái đầu tiên thì bắt buộc phải chiến đấu à Oh my god, thôi kệ chiến đấu cũng được Rồi, đây là trận cuối rồi Cho nên là mình cũng sẽ cắt cái đoạn này đi Đoạn này đánh nhau nên cũng không có gì hay ho đâu rồi ok như vậy là xong nha Để coi phần quà được gì nào có xứng đáng với những cái thành quả mà Có xứng đáng với công sức chúng ta bỏ ra không nha Ok ba mạnh của vé vàng tạm được Túi đồ như vậy là mình lại ghép lên được thêm một vé vàng nữa rồi Nhìn chung thì cái map này khá là ngon Map này khá là ngon nha anh em Ok map này nhìn chung khá là ngon Được rất là nhiều mảnh vé vàng luôn Rất là nhiều luôn ấy rồi, một lần nữa thì cảm ơn em rất nhiều đã theo dõi clip mình. Nhớ like, subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Bạn nào chưa like, chưa subscribe thì nhớ nhấn like, subscribe nha mình đã hoàn thành xong map 10 12 đúng không ta? 1 2 4 7 nè. 8 9 10, 11 12. Rồi, map 12 cung điện hoàng gia. Clip sau chúng ta sẽ cùng nhau chinh phục map thứ 13 nha. Bye bye anh em.